Chào chào quý cô chú anh chị nghe cha. À, hôm nay thì sáng thì cha đang soạn chanh gửi cho khách hàng đó quý cô chú anh chị. Thì đây là cái dành dòng chanh Mỹ Vàng đang trái, trái rất là to luôn. Và cái trái thì sợ đi vận chuyển thì nó sẽ bị gãy á, do đó là cha sẽ tiến hành vô dây chì dẻo. Dây chì này là dây chì mà thường sữa kiển á, cha thường lấy sữa mai vàng á thì để uống để bảo vệ nhánh chanh cũng như trái chanh, bởi vì trái chanh quá là bự luôn, cái nhánh nó quằn xuống luôn á quý cô chú anh chị. Chắc lấy dây cuột quá sao cây đó con thấy nó hơi yếu quá cha. Cái gốc á. Cha đang quấn trái chanh rất là bự luôn. Để cha quấn xong Ngọc Ngân nói cha cầm trái chanh. Cha cầm trái chanh bự lên cha, nó bự quá kìa. Đây là dòng chanh Mỹ Vàng á, trái rất là bự và đít của nó nhọn nè quý cô chú anh chị. Quý cô chú anh chị có thấy cái độ bự của nó nè, rất rất là bự và rất là nhiều nước luôn. Thì đây là cái dòng chiếc cành đó quý cô chú anh chị, nên nó rất là dễ ra hoa ra trái, nó tự đậu hoa tự đậu trái luôn. Lấy dây cuột lại không cha? Đây thì cuột ý con nói cái gốc nó lỏng lỏng như khi người ta xách á. Ý là cuột giống làm giống dấu cộng á. Dạ, cây nào thì cũng đang có trái hết, thì lá to, trái to luôn. Ngoài chanh Mỹ Vàng thì gia đình Ngọc Ngân còn có chanh Tàu Chùm, chanh Không Hạt, rồi chanh Tứ Quý, chanh Bông Tím nữa. Thì quý cô chú anh chị có nhu cầu về chanh giống các loại thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân. Rồi đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi nhiều video mới của Ngọc Ngân nha. Trái chanh thì nó rất là nó dài và nó nhọn, nó khác với cái dòng chanh Thái đó quý cô chú anh chị. Cái dòng chanh Thái thì cái trái nó dài hơn nữa. Để Ngọc Ngân sẽ làm một cái video để so sánh hai cái dòng chanh. Chanh Thái thì cũng là một trong những cái loại chanh trái dài và có rất là nhiều nước luôn, nhưng mà trái nó sẽ ốm và nó dài hơn so với cái dòng chanh Mỹ. Và cái cuốn chanh thì nó rất là chắc chắn, rất là khỏe mạnh luôn. Thì quý cô chú anh chị có yêu thích những cái dòng chanh thì hãy liên hệ ngay với Ngọc Ngân. Và đừng quên bấm đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi nhiều video mới. Cuối video thì Ngọc Ngân và cha xin kính chúc quý cô chú anh chị lúc nào cũng có thật là nhiều sức khỏe và có thật là nhiều thành công ở trong cuộc sống nhé. Chào quý cô chú anh chị nghe cha. Cười lên.